tạo cho mình cái đường cong như ý S-line. Trời ơi chị ơi, Tết xong bây giờ bánh chưng bánh tét thịt kho hột vịt nó hành em xong bây giờ mập toàn thây luôn rồi chị. Mập toàn thây luôn. Bây giờ thả dàn phải không? Thôi bây giờ đến đây với chị. Chị coi coi. Đó, chị thấy là chắc là mập thôi. Em muốn là giảm toàn thân đó chị. Bụng em là bánh chưng, đùi em là thịt kho hột vịt. Dạ dạ. Bớt ăn lại chị chút nha. Bớt ăn mấy cái thứ mà em vừa mới kể ha. Cố gắng là ăn cho chị rau xanh nhiều, trái cây nhiều. Chị có một cái bảng thực đơn, chịu khó ăn, ăn ngon lắm. Không nghĩ là kiêng khem đâu, ăn ghiền đó. Còn lại bây giờ cái phần nào mỡ thì mình sẽ xử lý nó. Đối với cơ thể thì chị mời em làm dịch vụ ở Venus Body. Đó nó kết hợp mình có thể vừa làm lạnh mà mình vừa làm nóng. Em biết làm lạnh mà âm 10 độ là mỡ nó tiêu hết, nó chỉ tiêu mỡ nhưng mà mình không khó chịu bởi vì trên bề mặt mình nó đã có những cái công nghệ để làm dễ chịu rồi. Nó chỉ đi sâu bằng sóng ở dưới cái lớp da của mình đến cái lớp mà hạ bì sâu ở dưới cơ. Yeah. Là nó sẽ làm cho mình triệt tiêu cái phần mỡ đi. Sau khi mình tiêu mỡ rồi thì cái da mình nó lùng bùng thì em làm nóng cho chị. Làm nóng ở đây là với cái công nghệ kết hợp của radio frequency với lại xung điện trường EMF. Nó kết hợp lại với nhau, nó sẽ làm cho săn chắc trên cái bề mặt da của mình. Và đồng thời là nó cũng lại giảm mỡ thêm một phần nữa. Thì khi mình kết hợp cả hai cái lại với nhau lại thì cái phần mỡ của mình nó sẽ được đào thải đi ha. Và tạo cho mình cái đường cong như ý S-line. Mới lúc em ăn xong cái nghĩ thôi, ăn xong đi rồi nghĩ tới BB thơm mai. Chị cảm ơn em. Dạ. Như vậy thì thôi, bây giờ mình sẽ gặp bác sĩ ha. Dạ. Rồi mình điều trị ha. Em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn em.